tại sao Duy Nguyễn thích khám phá thiên nhiên và mua quyển hộ chiếu National? Các bạn có cảm giác gì khi đứng trước một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đẹp đẽ, yên tĩnh như thế này? Thiết nghĩ tình yêu thiên nhiên thì ai cũng có và không phân biệt bất cứ quốc gia nào, đúng không? Được đi chơi, khám phá thiên nhiên các bạn có thích không nè? Hãy trả lời thật lòng các câu hỏi trên đi nhé. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện của mình. Với mình á, thì mọi việc cứ vạn sự tùy duyên, ít khi nào lên plan cho một cái gì đó lắm. Ví dụ thích đi du lịch hay công tác á, thì book vé tuần sau hoặc tháng sau đi thôi. Ví dụ chuyện mua Mercedes ở Việt Nam cũng vậy nữa. Bữa đó cúp điện trời nóng quá, chạy ra đường coi xe chơi, định ghé Mazda thôi, nhưng tiện đường ghé showroom của Mercedes, thế là lụm hai chiếc mẹt về luôn. Rồi cái chuyện lần này cũng vậy, Duy Nguyễn đi du lịch và công tác bên Mỹ rất nhiều lần rồi, nhưng nhong nhong tham quan mấy cái thành phố lớn, tụ điểm ăn chơi, bảo tàng, nhà hàng các kiểu mà thôi. Nhưng hôm nay vô tình xe hư ghé lại nơi đây, trong lúc chờ cứu hộ á thì mình xuống nơi này tham quan thấy tại sao có một chỗ hoang sơ lý tưởng như thế. Bên cạnh đó lại có mấy cặp gia đình picnic khá là vui, họ relax, cuộc sống thật tuyệt. Còn mình á thì học tập tạ kiếm tiền thì cũng có nhiều cái rồi đó, nhưng cái ở đây mình vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Và thêm nữa là mình đi đến một nơi nào đó mà không hiểu sâu về nơi đó đó thì cảm giác nó tức không chịu được các bạn ạ. À, thế là mình đi vào một cái visitor center gần đó, lục lọi tìm hiểu thông tin, thấy họ bán rất là nhiều sách vở các kiểu, đặc biệt có quyển National Park. Thì mình chợt nghĩ ra nếu mà mình sưu tầm hết dấu mộc của các National Park trên những địa điểm mình đi qua thì cũng sẽ là một điều rất là tuyệt vời. Du lịch mà không có những kỷ niệm để lại cho tuổi già là dở rồi. Các bạn quen bạn trai, bạn gái, các bạn cũng muốn để lại kỷ niệm mà đúng không? Nếu có thì các bạn để lại những kỷ niệm gì? Hãy comment thật lòng nhé. Huống hồ gì là mình đi đến những nơi bảo tồn nó ngon lành như thế này mà không biết có lần thứ hai trong đời hay không thì phải là kỷ niệm thôi các bạn ạ. À, tâm sự đã xong, giờ tới màn ngắm cảnh nhé. Vậy chỗ này là gì? Chính là Forest Island National Seashore National Park của Duy Nguyễn, bốc tem đầu tiên ở chỗ này đó các bạn. Đã là National Park thì cái giá trị cốt lõi của nó là bảo tồn thiên nhiên, mà cụ thể ở đây là bảo tồn một đường biển dài thăm thẳm 110 km với cát trắng phẳng lì và nước biển trong xanh, cùng với hệ động thực vật bảo tồn chắc từ kỷ băng hà tới bây giờ đó các bạn. Loài người đã xảy ra nhiều chiến tranh biến động nhưng động vật tồn tại bình yên đến lạ thường qua hàng ngàn năm. Các bạn thấy có vi diệu không? Người ta cũng không thể đặt câu hỏi là những con vật trong khu rừng đó đến từ đâu, vì loài người chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Thông cảm nha, mình hay nho sản lắm các bạn ơi. Mình cũng không thích so sánh biển ở đâu đẹp hơn biển ở đâu, bởi lẽ tự nhiên nó luôn đẹp cho tới khi loài người nhúng tay vào. Ai đồng ý thì lai lẹ nha. Các bạn nhìn biển ở đây nó có đẹp không? Với mình nó rất đẹp. Nó là thiên nhiên là nó đẹp rồi, cho đến khi tự nhiên có một nhà máy mọc lên nơi đây xả thải ra biển là hết đẹp, hoặc ai đó kéo ra đây làm homestay là hết đẹp. Bạn nên nhớ, ở đây là khu bảo tồn nhé, cấm can thiệp dưới mọi hình thức, trân trọng. Bạn sẽ ngạc nhiên, biển đẹp vậy sao không ai tắm? Lạnh lắm các bạn ơi, thời tiết lúc này đang là mùa đông nên bước xuống xe rung lập cập luôn chứ không phải là giỡn. Thêm cái gió biển nó lùa vào một cái nữa, chị em nào mặc váy ngắn là xác định nhé. Ngoài ra, ở Mỹ người ta tắm theo khu, chứ không phải bả đâu cũng tắm đâu các bạn. Tất nhiên có ngoại lệ, nhưng mình đi nhiều mình thấy vậy đó. Nếu là mình cũng chả tắm vì mất thời gian mà còn gây bất tiện cho hành trình du lịch của mình. Bây giờ có muốn nghe về gia đình và những đứa trẻ không? Sau này nếu có cơ hội lấy vợ sinh con, mua xe Jeep chở cả nhà đi đến mấy chỗ giống vậy, vợ và thằng Út nướng barbecue chuẩn bị món, bạn và đứa lớn lên giày chạy bộ một vòng xong về ăn, rồi dẫn tụi nó chơi trò sinh tồn, bào đã đậm chất Zimmer luôn các bạn. Giỡn thôi chứ phân công như vậy chắc mấy bà vợ giận tôi không mua lên body cho cả nhà uống nữa thì căng. Nói về địa điểm thì nơi này thuộc Texas gần với Mexico luôn, nằm trong một phần trip biên giới xứ biển của Duy Nguyễn nhé. Bờ biển quốc gia Prade Island, viết tắt là PIN, là một bờ biển quốc gia do Cục Công viên Quốc gia quản lý, nằm trên đảo Prade ngoài khơi bờ biển Nam Texas, Hoa Kỳ, trái ngược với đảo South Prade nổi tiếng với những bãi biển và sinh viên đại học đi nghỉ, thì PIN nằm ở đầu phía bắc của đảo Prade và bao gồm một bãi biển dài nơi thiên nhiên được bảo tồn vô tận. Hầu hết các công viên còn thô sơ nhưng có khu cắm trại, và hầu hết bãi biển chỉ dành cho xe 4 bánh. Tất cả 4 bánh trừ 4 dặm quyền bí không cho xe lưu thông. Chắc ở trong 4 dặm đó có huyền cơ gì đó các bạn. Tôi thì chưa tới chỗ đó luôn nên tôi cũng biết. Forest Island là bờ biển quốc gia được chỉ định thứ 4 tại Hoa Kỳ. Bạn nhớ thông tin này nhé. Đảo Forest là đảo trắng sóng chưa phát triển dài nhất thế giới. Ý nói nó là nó còn nét đẹp hoang sơ đó các bạn. Bờ biển quốc gia dài 110 km với 105,4 km bãi biển vịnh. Pass có nhiều bãi biển nguyên sơ, cồn cát và bãi triều, bao gồm Laguna Madre ở bờ biển phía tây với một địa điểm nổi tiếng để lướt ván buồm.
Công viên này được thành lập ngày 28 tháng 9 năm 1962, có diện tích là 527 km2, gần bằng 1/4 diện tích của thành phố Hồ Chí Minh. Số khách check-in tại đây đạt 650.000 người vào năm 2015. Để vào được đây các bạn phải mua vé cổng, hình như là 15 hay 20 đô la gì đó một xe, tôi cũng quên rồi. Số tiền đó mình chơi được khá nhiều chỗ mà những ngày sau mình sẽ lên clip nhé. Bờ biển quốc gia đảo Paris nằm trên đảo Paris, đảo chắn sóng lớn nhất của Texas và là đảo chắn sóng dài nhất của thế giới luôn. Hòn đảo này nằm dọc theo bờ biển phía nam của vịnh Texas, thuộc vịnh Mexico nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, có nghĩa là cha trong tiếng Tây Ban Nha. Hòn đảo này được đặt tên theo cha Jose Nicolas Bali. Khoảng năm 1770 đến năm 1829, người sở hữu hòn đảo và là linh mục truyền giáo và là người thu tiền cho tất cả các nhà thờ ở thung lũng Rio Grande. Ông cũng thành lập một phái bộ truyền giáo đầu tiên tại quận Cameron ngày nay. Hòn đảo dài khoảng 182 km và rộng 3 km. Đảo Prairie là hòn đảo lớn thứ hai về diện tích ở Mỹ đất liền sau đảo Long Island ở New York trên bờ biển Đại Tây Dương. Như các bạn nhìn thấy trên map, phía cuối hướng nam còn một cái đảo tên là Laguna Madre, cực kỳ hoang sơ và đẹp đẽ dành cho dân phượt chính hiệu. Xe của mình chạy vào đó quá khó khăn nên mình đành bỏ cuộc. Laguna Madre ngăn cách đảo Prairie với đất liền Texas bị khóa chặt bởi đảo trắng. Do đó, sự lưu thông của nước biển vào và ra khỏi các đầm phá bị hạn chế rất nhiều. Sự kết hợp giữa tốc độ bốc hơi cao, ánh nắng mặt trời nóng bỏng của Texas và pha trộn với ít nước ngọt hoặc nước biển thông thường đã khiến Laguna Madre trở nên cực kỳ mặn. Thôi, biết vậy thôi được rồi các bạn ơi. Ai quan tâm thì tự tìm hiểu thêm. Chứ mình đến đây mình ngộ ra rất là nhiều điều. Từ đó mình quyết tâm chinh phục hết những địa điểm National Park trong những chuyến đi của mình. Business trip mãi đỉnh, vừa lo làm ăn, vừa có tiền, vừa được trải nghiệm, học hỏi thêm. Các bạn có thích không? Love for